Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Bát nháo, nghệ sĩ quảng cáo, nổ banh nhà lồng. Hà Nội, tài xế xe Lexus thách thức công an là ai? Hàng trăm người tụ tập vui chơi trong quán bia ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm. Covid-19 lan đến nóc nhà thế giới, Nepal nguy cơ thành Ấn Độ thứ hai. Bát nháo, nghệ sĩ quảng cáo, nổ banh nhà lồng. Kính thưa quý vị, khi nói về sản phẩm liên quan đến sức khỏe, nhiều nghệ sĩ đã nói quá sự thật, công dụng khiến nhiều người lầm tưởng, thậm chí bỏ qua những đơn thuốc điều trị của bác sĩ. Hình ảnh nghệ sĩ QL giới thiệu và dùng thử sản phẩm có tên là Skuma Fiji được quảng cáo có chức năng hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày. Vừa mở hộp đóng gói các sản phẩm này, nghệ sĩ L vừa giới thiệu, đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị Curcumin, một công nghệ hỗ trợ điều trị hướng đích. L uống cái này hôm trước đỡ lắm, đây một hộp 20 viên, mỗi ngày chúng ta uống 3 viên, uống trước khi ăn 30 phút, sáng, trưa, chiều đều vậy. Chúng ta uống một liều, hỗ trợ điều trị liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mua 9 hộp, tặng 1 hộp. Nghệ sĩ này nói tiếp, là viên sủi, dễ uống, rất dễ uống nha. Công nghệ hướng đích là công nghệ hỗ trợ điều trị được chuyển giao độc quyền cho công ty E. Hỗ trợ điều trị bằng công nghệ hướng đích đưa curcumin đến đúng tế bào tổn thương trong bao tử của mình. Thay vì mình điều trị uống thuốc đau bao tử, thuốc vào chạy tùm lum, nhưng sản phẩm này hỗ trợ điều trị, uống vào là hướng đúng đích, chỗ tổn thương tế bào rất là tốt. Mọi người, ai đau bao tử đâu vào đây, L sẽ giới thiệu cho mọi người uống. Uống hết ly sủi có màu cam, nghệ sĩ này tiếp tục. QL gặp rất nhiều anh em nghệ sĩ dùng curcumin này. Mình uống sản phẩm curcumin này hướng đến hỗ trợ điều trị tận các tế bào ung thư luôn. Curcumin này sẽ giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày của chúng ta và điều trị tốt hơn gấp 70 lần so với curcumin bình thường. Nên L rất tin tưởng curcumin này. Thật sự mà nói, nhờ cái này mà đỡ đau. Theo tìm hiểu của phóng viên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Skuma Fiji, số công bố 20071-2017 được Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy xác nhận quảng cáo số 01694 ngày 23 tháng 8 năm 2019 cho công ty cổ phần Elepharma của Hà Nội. Công dụng của sản phẩm được ghi là hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh. Một sản phẩm tương tự là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Skuma Fiji New được Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2899 ngày 15 tháng 9 năm 2020 cho công ty cổ phần Elepharma Hà Nội. Công dụng: hỗ trợ giảm các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cổ họng, hỗ trợ làm lành vết loét, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Ngoài ra, còn có dòng chữ: sản phẩm chứa hệ hướng đích Nana Curcumin, acid folic liên kết curcumin. Chỉ có vậy thôi mà QL khuyên công chúng không nên uống thuốc điều trị dạ dày để uống các loại sản phẩm mà nghệ sĩ này quảng cáo. Các công dụng mà nghệ sĩ QL nói như hỗ trợ điều trị tận các tế bào ung thư, giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường, hoàn toàn không có trong nội dung được cấp phép quảng cáo. Uống thần dược xong, uống rượu bia thoải mái. Nam nghệ sĩ QT cũng là gương mặt vàng quảng cáo những sản phẩm thảo dược. Chẳng hạn, trong một số video được đăng tải, nghệ sĩ QT đã quay livestream khoảng 4 phút để bật mí bí kíp điều trị bệnh gút của mình là viên sủi Nanofast, xem đây là thần dược. Viên sủi này lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam mà đã được bào chế bởi công nghệ của Mỹ và kết hợp cả giáo sư đầu ngành về đông y của Việt Nam. Nghệ sĩ QT nói và lý giải bệnh gút là do axit uric trong người không đào thải ra được. Thế nên, viên sủi được bào chế từ chất của cây bàng hôi sẽ kìm hãm không cho axit uric phát triển. Khỏi là khỏi, chứ không phải bị bệnh lại như thuốc Tây. Uống viên sủi này thoải mái lắm vì 100% từ thảo dược mà. Không tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến dạ dày, đặc biệt mùi vị rất thơm, rất dễ uống. Tôi uống một lộ trình mà thấy bệnh thuyên giảm hẳn đi. Nói xong, quay tay dẫn chứng một tờ giấy để kết quả xét nghiệm. Bảo mình trước đây có 650 mol trên lít, thế nhưng khi uống vào chỉ còn 410 mol trên lít. Quy tê còn chắc nịch, bây giờ uống rượu, uống bia thoải mái, đi diễn mệt nghỉ không vấn đề gì, chân tay ngon lành rồi. Theo tìm hiểu của phóng viên, Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nanofast cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nano Việt Nam, Hà Nội. Phần công dụng chỉ ghi: hỗ trợ giảm axit uric máu, hỗ trợ hạn chế và hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp do gút. Người nổi tiếng và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho biết, việc quảng cáo, bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua hình thức online, gọi điện thoại cho người tiêu dùng là hình thức phổ biến. Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức bán hàng này để tư vấn thổi phồng công dụng sản phẩm sai quy định của pháp luật. Ông Phong lưu ý, người tiêu dùng cảnh giác với các hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, logo của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược phẩm, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, giới thiệu và bán các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các quy định hiện hành không cho phép sử dụng hình ảnh của các bác sĩ, nhân viên y tế tham gia quảng cáo cho sản phẩm về sức khỏe. Ông Phong đánh giá, vừa qua, các đơn vị đã lựa chọn người nổi tiếng, người được nhiều người biết đến như MC, diễn viên, biên tập viên của một số cơ quan báo, đài để quảng cáo cho sản phẩm. Việc sử dụng hình ảnh đó không vi phạm về quảng cáo, nhưng một số sản phẩm có nội dung quảng cáo vi phạm vì đã thổi phồng, gây hiểu lầm sản phẩm có tác dụng điều trị. Hà Nội, tài xế xe Lexus thách thức công an là ai? Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ tài xế xe Lexus đỗ xe sai quy định còn thách thức công an. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Phan Ca Xê, sinh năm 1985, trú tại Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi đỗ xe ô tô nơi có biển cấm đỗ. Với lỗi vi phạm này, tài xế C sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Qua xác minh nhanh, tổ công tác liên ngành quận Hoàn Kiếm đã xác định anh C cũng là chủ nhân của chiếc xe Lexus trên. Nam thanh niên này không phải là một công an mà là một chủ doanh nghiệp xây dựng tại Hưng Yên. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 5, tổ công tác liên ngành đã làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì phát hiện chiếc ô tô Lexus biển kiểm soát 30G223XX dừng đỗ xe quy định trên phố Tràng Thì trước cổng bệnh viện C. Đáng chú ý, trên kính trước của chiếc xe này gắn giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng, Bộ Công an, kỳ năm 2020. Tổ công tác đã làm việc nhắc nhở tài xế Phan Ca Xê yêu cầu cho xe di chuyển. Tuy nhiên, nam tài xế xe Lexus không chấp hành, thậm chí còn thách thức tổ công tác, hỏi các cán bộ trong tổ biết biển số xe này của ai không, rồi khóa cửa xe bỏ vào bên trong bệnh viện C. Theo đại diện tổ công tác liên ngành, chiều mùng 5 tháng 5, chiếc xe này cũng đỗ sai quy định tại khu vực bệnh viện C và đã được nhắc nhở. Đến ngày mùng 6 tháng 5, tài xế xe này lại đỗ sai, được nhắc nhở còn thách thức tổ công tác. Sau hơn một tiếng đồng hồ bỏ đi, khi thấy tổ công tác gọi xe cầu đến, tài xế xe Lexus mới ra làm việc. Nam thanh niên này sau đó đã bị lập biên bản xử lý vi phạm với lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ. Đáng nói hơn, quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế C vẫn tiếp tục thách thức, nói sẽ cho người theo tổ công tác ghi nhận làm việc những ngày tới. Theo thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, đặc thù địa bàn đội phụ trách là tuyến phố cổ, phố cũ, lưu lượng phương tiện và du khách rất đông đúc, đặc biệt là khu vực các cổng bệnh viện C, bệnh viện Việt Đức. Đơn vị đã thành lập các tổ lưu động, phối hợp với lực lượng liên ngành thường xuyên tuần tra trên các tuyến phố trên địa bàn. Khi có các trường hợp vi phạm thì xử lý kịp thời, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình này có không ít các trường hợp chống đối, bất hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông như trường hợp tài xế xe Lexus trên. Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo cho hay, việc không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ là vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý với các chế tài tương ứng. Hàng trăm người tụ tập vui chơi trong quán bia ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm. Kính thưa quý vị, dù Hà Nội đã cấm hoạt động các quán game, trung tâm thể thao từ ngày 30 tháng 4, nhưng lệnh cấm này dường như chưa đến được quận Cầu Giấy khi các điểm vui chơi khủng ở đây vẫn chật ních người tham gia. Theo ghi nhận của phóng viên, điểm vui chơi Bia Pong Arena ở quận Cầu Giấy Hà Nội mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người tấp nập đến đây để giải trí, chủ yếu là giới trẻ. Nhiều khách tới đây vui chơi không đeo khẩu trang, hoặc có đeo nhưng không kéo kín mũi miệng, không đảm bảo quy định phòng chống dịch. Trong không gian kín rộng khoảng 300m², chủ cơ sở bố trí 73 bàn bia san sát, người chơi thường xuyên đi qua, đi lại tiếp xúc gần nhau, không có biện pháp giãn cách phòng dịch. Quán em mở cửa 24/24, buổi chiều tối như anh thấy là gần như lúc nào cũng kín bàn. Khách muốn đến đây chơi trong giờ cao điểm thì phải đặt trước, nếu không sẽ phải chờ hoặc ra về. Từ 2 giờ sáng trở đi thì bắt đầu vãn khách nhưng vẫn rất đông người chơi. Trung bình mỗi bàn 4 người chơi thì lúc cao điểm có gần 300 khách, chưa tính đến nhân viên phục vụ. Một nhân viên tại đây chia sẻ. Ngày 6 tháng 5, phóng viên liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, được đồng chí Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo chống dịch của quận, phân công đồng chí Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thông tin tới báo chí. Như vị này đã thông báo bận họp rất muộn nên đến sáng ngày 7 tháng 5 vẫn chưa trả lời. Điều đáng nói, điểm vui chơi khủng này chỉ cách Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy khoảng 500m. Thế nhưng, lực lượng chức năng lại không thể phát hiện ra những hoạt động rầm rộ của cơ sở này trong khi lệnh cấm hoạt động tụ tập đông người tại các điểm vui chơi của Hà Nội đã được ban hành từ ngày 30 tháng 4.
tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng. Rất nhiều biện pháp phòng dịch quyết liệt đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng như xử phạt người không đeo khẩu trang ra đường với mức giá từ 1 đến 3 triệu đồng một trường hợp vi phạm. Các điểm vui chơi, cửa hàng game, trung tâm thể thao và các sự kiện tập trung đông người đều đã bị tạm giữ hoặc đóng cửa. Covid-19 lan đến nóc nhà thế giới, Nepal nguy cơ thành Ấn Độ thứ hai. Kính thưa quý vị, các ca dương tính với dịch đã được phát hiện ở khu vực cắm trại trên đỉnh Everest khi Nepal vừa cho phép nối lại hoạt động du lịch leo núi ở nơi được coi là nóc nhà của thế giới này. Dẫn lời Ban Quản lý khu vực cắm trại trên đỉnh Everest cho biết, ít nhất 17 người leo núi đã có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi có các triệu chứng giống như mắc dịch và được sơ tán khỏi khu vực cắm trại. Cuối tháng 4, một nhà leo núi người Ba Lan có tên là Pavel Michalski cho biết trên tài khoản Facebook rằng hơn 30 người đã được sơ tán bằng trực thăng khỏi khu vực cắm trại trên đỉnh Everest để đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Trong một diễn biến liên quan khác, báo Himalayan Times hôm 7 tháng 5 đưa tin, dịch cũng đã bùng phát ở đỉnh Dhaulagiri, cao thứ 7 thế giới và nằm cách đỉnh Everest khoảng 345 km về phía Tây. Ít nhất 19 người leo núi đã được sơ tán khỏi khu vực cắm trại trên đỉnh núi này. Trong đó, 7 người có kết quả dương tính, 12 người còn lại cũng có triệu chứng và đang chờ kết quả xét nghiệm. Trước tình hình này, nhiều người cho rằng Nepal có thể sẽ quyết định đóng cửa Everest và các đỉnh núi nổi tiếng khác vốn thu hút được nhiều người yêu thích chinh phục đỉnh cao. Kinh tế Nepal phụ thuộc đáng kể vào nguồn thu từ ngành du lịch. Năm 2018, ngành này mang lại 2 tỷ đô la Mỹ cho Nepal. Cũng theo số liệu năm 2018, ngành du lịch mang lại hơn 1 triệu việc làm cho người dân ở Nepal. Sau khi hủy mùa leo núi hồi năm ngoái do dịch, đầu năm nay Nepal đã cấp phép cho hơn 408 nhà leo núi Everest, cao hơn so với con số 393 người vào năm 2019. Tháng 5 được cho là thời điểm thuận lợi nhất cho những người mong muốn chinh phục đỉnh Everest. Ổ dịch trên đỉnh Everest bùng phát trong bối cảnh Nepal đang vật lộn đối phó với làn sóng dịch mạnh nhất từ trước đến nay. Hiện tại, mỗi ngày ở Nepal, cứ 100.000 người thì có 20 người mắc dịch. Tỷ lệ này tương đương với của Ấn Độ cách đây 2 tuần. Tuần trước, 44% xét nghiệm dịch ở Nepal cho kết quả dương tính. Số ca mắc mới trong tuần trước ở nước này tăng 137% so với tuần trước. Điều này làm dấy lên lo ngại Nepal có thể trở thành Ấn Độ thứ hai trong bão dịch. Hôm 6 tháng 5, Nepal đã ghi nhận kỷ lục gần 9.000 ca mắc dịch và 54 ca tử vong. Đến nay, Nepal đã ghi nhận tổng cộng hơn 368.000 ca mắc dịch, trong đó có hơn 3.500 người đã tử vong. Con số này tuy nhỏ hơn nhiều so với hàng trăm nghìn người mắc và hàng nghìn người tử vong mỗi ngày ở Ấn Độ. Nhưng xét về quy mô dân số, đây là con số đáng lo ngại khi Nepal chỉ có 29 triệu dân, trong khi Ấn Độ có gần 1,4 tỷ dân. Số người mắc và tử vong vì dịch tăng lên khiến hệ thống y tế của Nepal rơi vào tình trạng quá tải. Các nhà hỏa táng ở đây cũng không thể đáp ứng được nhu cầu hỏa thiêu bệnh nhân tử vong vì dịch. Các dàn hỏa thiêu dã chiến đã được dựng ra ngay ngoài trời.